Các bạn vừa trải nghiệm âm thanh thực tế của cây đàn piano điện Kidman B230 qua tiếng đàn của nghệ sĩ Quốc Đạt Pianist. Và bây giờ hãy cùng với Minh Phụ Music tìm hiểu các ưu điểm của cây đàn này nhé. Ưu điểm đầu tiên với một cây đàn dáng mobile piano sẽ là tính di động, gọn nhẹ và dễ di chuyển, cho phép bạn mang theo và chơi ở bất kỳ đâu bạn muốn, từ phòng khách tới cả sân khấu biểu diễn. Thứ hai chính là linh hoạt với nhiều cổng kết nối. Bạn có thể kết nối với máy tính, loa ngoài, tai nghe và cả dàn âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn chơi piano với mixer phối khí và thu âm được dễ dàng hơn. Tính năng thứ ba chính là khả năng tích hợp đa dạng các âm sắc, các loại nhạc cụ và hiệu ứng âm thanh như reverb, chorus, trinova và các tính năng nâng cao khác, giúp bạn thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Thứ tư đó chính là dễ dàng bảo trì. So với piano cơ thì piano điện ít cần bảo dưỡng hơn và việc bảo trì cũng được dễ dàng hơn. Và đặc biệt trên cây đàn Kidman B230 còn tích hợp tính năng MIDI Bluetooth. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích như là: đầu tiên là kết nối Bluetooth giúp bạn giảm các dây kết nối và thuận tiện trong việc di chuyển piano. Thứ hai là việc kết nối đàn với các thiết bị di động thông minh sẽ dễ dàng hơn. Thứ ba là kết nối MIDI Bluetooth cho phép bạn tương tác với các phần mềm làm nhạc trên máy tính dễ dàng hơn và không cần sử dụng dây cáp MIDI truyền thống. Và đó là tất cả các tính năng rất đáng tiền trên cây đàn Kidman B230. Để trải nghiệm trực tiếp cây đàn B230 này, các bạn hãy đến các showroom của Minh Phụ Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0919 768606 để được tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên like, share, subscribe để tạo động lực cho tụi mình ra thêm nhiều video hữu ích hơn nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.